Ngọc nói cách đôi nối sau. Là gì? Là chia đôi nối sau. Nối sau bài hát, tên bài hát không ạ? Cách đôi nối sau. Nối sau là buồn nhá. Cách đôi nối sau là chia đôi nối buồn. Là buồn buồn ít đi. Là mình vui lên. Rồi hai bạn nhảy mệt quá, nằm nghỉ. hai bạn nhảy xong mệt quá nằm nghỉ đây. Con nói cách đôi nữa sau. Cách đôi nữa sau. Cách đôi nữa sau. Mắt ta. À gấu nằm trên chiếu gấu. Anh Vin nằm trên chiếu của anh Vin. Gấu nhảy tiếp.